thấy những ổ gà mà anh em người ta tai nạn giao thông rồi này kia, nó cũng mình thấy cũng hơi tội nghiệp. Dạ. Thôi mình thấy gì mình giá ban đầu thì mình giá ít, và dần dần nó quen mình làm nó nhiều hơn. Cái này là khó khăn, có cái đạch này nè, mình đạch để ra nè. Thấy cái máy tưới không? Máy tưới hiện đại không? Dạ, hiện đại. Hầu như là nó trị luôn COVID-19 đó chú ơi. Bởi vì cái con ruồi đậu vô còn chết, nuống chi là con virus đó. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại là mình đang ở tuyến đường Ô Môn, Cần Thơ nha cả nhà. Thì bây giờ mình đang ngay ở trạm thu phí của Cần Thơ và An Giang nha. Thì bây giờ mình đang bắt gặp chú đang vá đường này cả nhà. Thì công việc của chú thì vá đường cũng là làm từ thiện, làm miễn phí thôi. Nói điều muốn giúp cho bà con về miền Tây được thông thoáng hơn, xe cộ này kia nó cũng ổn định hơn cả nhà. Thì hoàn cảnh của chú thì mình thấy rất là đáng thương. Thì bây giờ chú dạ, chú là người khuyết tật nhưng mà chú rất là giỏi đó. Đây đang vá đường đây nè nhá. Thì chú ơi, cho con bước vào trò chuyện với chú được không ạ? Dạ, thôi con có mua chai nước rồi, con gửi chú uống nước nha. Dạ. Dạ, cho con hỏi chú ba năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 1968. Dạ, 1968 ha. À. Dạ. Quê của chú là ở đâu? Quê trên nông trường sông Hậu, xã Thái Hưng. Xã Thái Hưng, nông trường sông Hậu. À, huyện Cờ Đỏ. Dạ. Dì huyện Cờ Đỏ. Mẹ con cũng ở Cờ Đỏ. À. Mẹ con ngay chợ. À. Dạ. Người ở trong. Con thấy chú ba là người khuyết tật hả chú? À. Con thấy giờ chú bị giống như là bị những cái nhựa đường nghe chú ha. Quá trời. Nó dính, cái đó nó dính nhựa đường thôi. Dạ. Bên đây là cái chân của chú bị sao? Bị sốt bại liệt hồi nhỏ. Dạ. À. Lúc mấy tuổi hả chú? Lúc vào đâu khoảng 2 tuổi à. Dạ. 2 tuổi là bị rồi. À. Dạ. Trời ơi, thì chú phải đi là chú phải mang vậy hả chú? Mang gì đặng mình đi cho nó đừng đau giò. Dạ, nhưng mà bây giờ mình bước đi được không? Được, đi nhắc nhắc à. Dạ, chú có chống gậy gì không? Không, đi mà tự đi được. Dạ. Chú nói nãy chú nói chú bao nhiêu tuổi con quên rồi. Sinh năm 1968. Dạ, 1968 là 53. 53. À. Dạ. Ở hiện tại chú lên đây là chú ở trọ hả? Ở trọ ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. Ủa sao ở dưới nhà ở dưới Cờ Đỏ không hả chú? Tại vì ở ngoài này đường xá nhiều đó, hư hao nhiều đó, thành ra mình lên trên này mình tạm trú rằng mình đi giá đường. Dạ. Chú làm cái nghề này được bao lâu rồi? Mà năm nay cũng 6 năm gì à. 5 năm, 6 năm rồi. À. Dạ. Hồi xưa chú suy nghĩ lúc có cái suy nghĩ như thế nào mà chú quyết định làm cái nghề này đi giá đường miễn phí cho bà con vậy chú? Hồi trước thì tôi mà cũng đi Bình Dương bên bà ngăn thất bại đó. Dạ. Rồi đi Bình Dương cho mấy nhỏ nó bằng công ty. Dạ. Rồi lên chỉnh này thấy những ổ gà mà anh em người ta tai nạn giao thông rồi này kia, nó cũng mình thấy cũng hơi tội nghiệp. Dạ. Thôi mình thấy gì mình giá ban đầu thì mình giá ít, và dần dần nó quen mình làm nó nhiều hơn. Dạ. Chứ hồi xưa thì đi giá bằng cái xe đạp. Dạ. Rồi mua bao xi măng rồi để lên đó rồi lượm bán đá mé lộ vậy đó. Dạ. Rồi mình làm rồi thấy cũng không có hiệu quả, từ 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 mình làm ngày nó tiến bộ, làm nó chắc hơn chút. Dạ. Hồi xưa giờ chú làm có một mình thôi hay là có ai hỗ trợ chú không? Không, đó giờ làm mình à. Dạ. Ôi ơi, đây nè mọi người thấy không? Thì một mình chú là cú vá đường ở đây nè, cái ổ gà này mưa nó bị sụp lỗ đây nè chú ha. À. Chú những cái này là chú lấy từ đâu? Những cái này của cầu đường nó làm lộ đó. Dạ. Rồi mình xin cái nhựa đường phế thải của nó, mình về mình đập ra cái mình tưới dầu cho nó. Dạ. Chảy ra mình làm tưới dầu.
mình nhờ nguyên liệu nè đi xin tưới dầu là mình mua hả chú? Tưới dầu là mình mua. Dạ. Wow. Rồi, cái tiền mua đó là chú ở đâu mà chú? Cũng do bà con người ta thấy mình làm người ta thương đó. Dạ. Rồi người ta ủng hộ mình lấy đó mình làm. Dạ. Ôi vậy là tính giờ trước giờ là cũng chú quá đường rất là lâu rồi, tính thời điểm này là chú đã có nhớ được là quá bao nhiêu cái chỗ không chú? Không nhớ nổi đâu. Dạ. Bởi vì mỗi ngày mà như cả năm nay đó đâu có thèm đi bán giấy số. Đi dạ. Giá suốt ngày nào cũng đi làm mà thành ra đâu có thời gian đâu. Mà không nhớ được là tới đâu hết á. Dạ. Cứ làm rồi là thôi vậy. Dạ. Cái xe của chú hả? Chú giới thiệu xe giùm con ta coi chiếc xe của chú. Cái xe này là cũng do anh em người ta ủng hộ đó. Dạ. Rồi có dư mình mua đó cũng tiền mới mình mua chứ tiền cũng anh em người ta giúp đỡ mình mới có mua. Rồi, chế tự chế của chú luôn. Dạ. Chế. Ta cho mà mình mặn cho đang làm đường nè. Rồi nhờ mình tiết kiệm mình tích lũy mình mua. Dạ. Cái xe đó được nằm dạo dạng cũng là của chung à. Dạ. Ơi, thấy hay quá chú ơi, thiệt á con rất là ngưỡng mộ chú. Công việc của chú làm con thích lắm luôn. Nhưng mà con nhiều khi phải con ở xa quá, con ở Vĩnh Long lận. Con mà ở gần chắc con đi theo chú con làm mấy ngày á. Nói chung là con cũng hay đi làm thiện nguyện để mà giúp đỡ những người khó khăn lắm. Ở Vĩnh Long coi cách đây khoảng 2 năm. Dạ. Năm kia là tôi có đi nhận giải thưởng Cô Ba năm 2018 đó. Là tôi với một chị dạy bơi và một chị dạy giáo. Dạ. Đi ra ngoài của thủ tướng người ta tặng à. Wow. Ra Hà Nội lãnh nữa. Dạ. Cái lúc đó giải thưởng của chú là giải thưởng gì hả chú? Giải thưởng Cô Ba. Cô Ba lần thứ 16. Dạ. Của năm 2018 á. Dạ, nhưng mà chú là cái nhân vật là đi giá đường làm thiện nguyện vậy giúp bà con đấy ha. Rồi. À. Được tiên dương. Tiên Dương à, Tiên Dương. Dạ. Với nó cũng quá. Hay quá chú ơi. À. Dạ. Đó, chú cái chân không có được lành lặn nhưng mà cái đôi tay rất là mạnh nha. Đâu chú làm đá chỗ này cho con coi. Dạ. Chú làm vậy á, chú thường là chú thấy cái khó khăn nhất là cái gì hả chú? Cái này là khó khăn có cái đập này đó, nè mình đập bể ra nè. Dạ. Chứ đâu có cái gì đâu. Dạ. Đập bể ra mình tưới dầu nó chảy ra. Tưới dầu chảy ra. Ừ. Dạ. Xe chạy từ từ nó bằng nè. Dạ. Hay quá. Cho con phụ chú một chút xíu được không? Được. Đây con làm phụ cho. Trời nặng quá à. Đó, mà nói là cầm lên cái này là rất là nặng chứ không phải nhẹ đâu. Wow, cái tay của chú tính là mạnh lắm á chú. Chú mới giọng được mấy cái này á. Làm ngày này qua ngày nọ nó thấm chứ. Dạ. Thấm á. Thấm à. Tính ra là mình khỏi đi tập thể dục hả chú. Khỏi tập thể dục. Cái chỗ này là chú quá bao nhiêu ngày rồi? Hôm kia mà tại vì con cái mình thấy nó lúng nó còn hơi thấp nó bị quằn đó. Dạ. Mình đắp thêm chút cho nó khỏi quằn luôn. Đắp thêm chút. Dạ. Đúng rồi, chỗ này là trời mưa là nó sẽ bị giọt mưa nè. Bị động dũng hả chú? Động dũng á, giờ mình làm cho nó khôn lên cho nó khỏi cái cống đó. Dạ. Thì chú làm này á, chú có được cấp giấy phép không? Giấy phép là sao? Dạ, có nghĩa là khi mà mình giá đường là phải có được sự đồng ý của công an hay là giao thông không? Coi như là cái giấy phép thì không có, nhưng mà có cái giấy khen tặng của anh Nguyễn Văn Thể ha. Nguyễn Văn Thể là ai vậy chú? Là cái bộ địa phương ở đây đó ha. Không phải, là Nguyễn Văn Thể đó, là ông là của bên bên cái gì giao thông của mà
của Trung ương ha, của Nguyễn Văn Thể á. Dạ. Có cái bằng khen là làm công tác thiện nguyện giá đường ở Cần Thơ ha. Mà có ông Thể đó là bên Sở Giao thông. Dạ, Sở Giao thông. Trưởng ban Sở Giao thông của tên là của Việt Nam mà. Wow. Coi như mấy tỉnh mình đó. Dạ, vậy là chú là vinh hạnh lắm đó. Rồi lấy coi của thủ tướng có tặng bằng khen rồi mà. Dạ, thủ tướng tặng bằng khen luôn. Rồi cái kỷ niệm chương của giải thưởng cô ba ra Hà Nội lãnh tiền chứ đâu phải lãnh ở đây đâu. Dạ. Trời ơi, con cũng rất là vinh dự. Rồi nói chuyện với chú, gặp gỡ chú á. Uống nước đi chú. Rồi được rồi. Dạ. Đúng có tối ngày vậy chú ha. Nhưng đó là bà mà chị Nguyễn Thị Doan, Nguyễn Thị Doan gì đó, tặng giải á. Dạ. Mà thường chú đi làm gì là có cái kỷ niệm gì vui nhất không chú? Kể cho con nghe được không? Ngoài những cái giải thưởng đó là biết là rất là vui rồi, mà còn ngoài ra còn cái gì vui nữa không? Vui là có cái là mình làm xong rồi mình đi vô nhà mình vô mé mình nhìn ra mà anh em người ta chạy là thấy nó an toàn, nó sạch đẹp, là cái đó là cái chuyện tự hào của mình rồi đó. Mình vui, niềm vui của mình. Cái đó là niềm vui của mình đó. Dạ. Chú làm cái này thật sự con thích lắm luôn á. Nó giúp cho bà con được lái xe được an toàn nè, không thoáng xe nè, không có bị ổ gà ổ voi nè. Đó, rất là hay. Được gì là mình làm là lẽ anh đã đi là không có bị hư lại, là cái đó là mình tự vui tự hào mình được rồi. Dạ, đúng rồi. Mà không có phải ai cũng làm được cái này đâu á chú Vân. Dạ. Thì nó nào ngay cái coi như là cái nhiệt huyết thôi, chứ còn riêng gì ai làm cũng được, nhưng mà coi như là cái lòng nhiệt huyết á. Dạ, đúng rồi. Dạ, trời ơi, cô. Nay đi bắt đường. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ chị đi đâu? Vâng, Quảng Ngãi. Cô này ở Quảng Ngãi. Dạ vâng. Khán giả ở Quảng Ngãi. Dạ. Cô này là khán giả hay coi những cái con đi làm từ thiện á. Cô ở Quảng Ngãi lận. Dạ. Hay quá. Bye bye. Hay quá. Rồi chú cho con xuống nội nha. Rồi. Lúc cái con có rảnh con đi theo chú giá đường. Rồi. Này bắt đầu tưới dầu đó chú. Chú ơi, cái này mình còn thêm nữa không chú? Mình còn thêm gạch thêm đá nữa không chú? Không có thêm gạch thêm đá mà tưới dầu. Thấy cái máy tưới không? Máy tưới hiện đại không? Dạ, hiện đại. Máy tưới quá hiện đại. Cái này là điều kiện. Sao chú có ý tưởng làm cái mình làm rồi, mình nghiên cứu, mình đang mình làm chứ. Dạ. Mấy cầu đường đó nói là tôi phục cái máy tưới của ông á. Dạ. Máy tưới của tôi mà nghẹt bét, tôi tháo thì sửa muốn chết. Còn anh cái máy đế của anh nhẹ cái anh úp cạp lật lại làm nữa rồi. Cái dầu này mua mắc không chú? Không mắc, cái này là nhũ tương của cầu đường đó. Dạ. Là với nhớt cũ là với dầu lửa đỏ. Dạ. Chủ yếu là dầu lửa đỏ. Ừ. Với nhũ tương. Sao chú không mang dép vô? Quen rồi đó, giờ không có mang. Vậy đó mình tưới gì đây, cái nắng nó chảy ra. Sợ nó ảnh hưởng tới cái da chân của chú á. Không, chú về tắm giữa rồi. Dạ. Quen rồi đó, giờ biết bao nhiêu rồi. Hầu như là nó trị luôn Covid-19 đó chú ơi. Tại vì cái con người đậu vô còn chết, muốn chi là con virus đó. Con gùi đậu vô còn chịu không nói, đừng nói cái gì con nghi quýt nhỏ xíu. Cái này là ngăn người mình luôn hả chú? Hay quá.
chú ơi, nè, cái máy này con chắc con cũng sợ luôn. Nhiều điều ghen. Cái dầu này mình pha một ngày mình sử dụng được lâu được không chú? Được. Có nghĩa là tôi pha ngàn lần vài trăm lít vô để dành tôi làm hoài nè. Mình nấu với nhũ tương. Dạ. Với nhớ cũ lại với như dầu lửa đỏ ha. Dạ, rồi bao lâu nó sẽ khô chú? Cái này hả? Cái này thì nó rút vô thì coi như là nó vừa luôn hả? Dạ. Vậy đó rồi xe chạy nắng nó chảy ra. Vậy là rồi đó. Dạ. Này có túi thêm không chú? Hả? Này có túi thêm không? À, đây đây đây, cái này nó còn đây, hơi khô. Nó khô rồi. Ừ, cái này nãy chưa tưới. Hoàn thành. Đó, thì đây chiếc xe chú để gì trên đây vậy chú? Ba cái bao mình đựng ba nhựa đường đó. Nhựa đường. À, mình vô túi rồi giờ hết rồi. Dạ. À, làm xong, giờ chạy về. Chạy về. Dạ. Nói đến chạy chạy về chứ đâu có chạy về chạy. Đúng ra chạy về đường này nhưng mà chạy bọc đường trong này nè, đoạn khám xét coi có lỗ ổ gà ổ voi nào không, đặng ngày mai đi mày. Dạ. Con mời chú vô uống nước với con được không? Được. Hai chồng đó vô, hai chú cháu mình nghỉ ngơi xíu đi nha. Rồi. Dạ. Ôi. Đúng ra là mình đi về đường tắt nhưng mình phải đi đường vòng. Dạ. Để đặng mình coi còn có ổ gà ổ voi ở đâu nữa không. Ờ. Thấy đường nó càng hư hao ha. Ừ. Dạ. Thấy cái nào hư cho mình sửa. Rồi, dạ. Giờ là mình sắp xếp đồ đạc lên xe. Dạ. Anh em ta tặng quá trời nước. Còn đây chú làm cái công việc này con thích ghê á. Dạ. Ờ con nghe chú chia sẻ lúc trước là chú bán vé số nữa hả chú? Ờ, để bán vé số. Dạ, lúc trước là trước bán giấy số là chú có làm gì không? Đi làm Bình Dương. Ờ, đi làm Bình Dương đó là đi bán giấy số đó là vừa đi bán giấy số vừa đi làm đường. Dạ. Rồi còn như về đây mấy tháng nay á, thì ở đây thì mấy tháng nay thì không có đi bán giấy số. Bị qua cái đợt mưa bão rồi đó. Dạ. Thành ra đường nó xuất hiện ổ voi ổ gà hay nhiều rồi thôi mình không có đi bán giấy số. Dạ. Rồi lúc đó tiền đâu mà mình đi sinh hoạt hàng ngày á chú? Sinh hoạt hàng ngày thì bà xã bà bán tập quá đó thì có nhiều sống nhiều tạm qua ngày vậy. Dạ. Chú có con không? Có mấy đứa nó làm công nhân không à. Dạ. Dạ. Thích quá chú ơi. Uống cà phê đi chú. Ờ. Dạ. Coi như là nó làm công nhân vậy mình nó nào nghe nghèo thì mình sống lay lắt thì nó nào nghe cũng vui thôi chứ không có gì. Dạ. Chú làm cái nghề này phải lăn lộn ở ngoài đường suốt ngày như vậy á, rồi ai. Lúc đó thì con chú hay là vợ của chú á có kêu chú nghỉ không? Nó cũng không có kêu nghỉ mà điều có cái là nó ý nó cũng không có muốn nhưng mà tại vì mình quyết tâm là coi như là mình làm cho xã hội vậy chứ. Dạ làm có ích cho xã hội. Dạ. Chứ nó nào nghe vợ con nó cũng đâu có sai khiến gì mình đâu. Nhưng mà mình nhưng mà thấy vợ con thấy mình cực khổ quá chú. Dạ. Nó cũng khuyên nghỉ nhưng rồi mấy đứa con ha chứ vợ nó không nói gì nhưng mà con ha vợ thì nó cũng ủng hộ à ủng hộ à. Ừ. Dạ. Con thì nó nói cực khổ quá nó xin nó nói ấy ông nghỉ đi. Dạ. Còn vợ thì nó ủng hộ coi như làm thí dụ như nhầm khi anh em ta không có ủng hộ tiền đó. Dạ. Rồi thiếu hụt thì là lấy tiền nhà bà cũng vui vẻ à. Dạ. Có lắm khi nó nào mặn này cũng có lắm khi người ta ủng hộ đủ mặn, có lắm khi cũng không có. Dạ. Thì coi như là chỗ này là hoàn thành rồi, bà con vui rồi đó chú ơi. Ra chỗ này chạy xe là im rồi. Dạ. Mé lề bên đây nè, cái chỗ đó là coi như là nó nằm cái lề phải của người ta. Dạ.
coi như là xe ngược chiều nhầm khi cũng chạy lên đây đó. Dạ. Bởi vì chỗ này nó bị hư nhiều. Cái chỗ này đấy vậy cái lề phải đó. Dạ. Ơi, con thấy chú lúc nào cũng yêu đời, lúc nào cũng cười tươi quá trời luôn á chú ơi. Lúc nào cũng vui hết trơn á, thúi ruột cũng vui nữa. Dạ. Lúc nào vậy đi, vui chú ơi. Trẻ hoài chú ơi. Vậy à. Dạ. Rồi sáng giờ chú làm có làm ở đâu không chú? Làm trong cây cầu chống á. Dạ. Ừ. Thì mày xong trưa nay mới ra đây. Xong rồi còn dư mấy cục nữa mới đem ra đây. Dạ. Rồi xong bây giờ chú về luôn chưa? Bây giờ đi về luôn mà đi bọc đường trong đặng coi cái những cái đường mình lâu quá mình không có đi. Dạ. Giờ mình đi thử cho nó ra sao. Dạ. Ra sao coi chỗ nào cái mình ghi địa điểm là chú. Ghi địa. Có đá này kia cái mình đi sao? Không, cái vật liệu thì chú là dự trữ nhiều lắm à. Dạ. Nhặt cháu không có biết có thời gian không chứ vô ghi hình cái chỗ cái đống nhựa đường tập trung của chú lớn lắm. Là ở đâu chú? Chà Nóc nè. Chà Nóc hả? Là đây tên đó là xa bao xa chú? Tên đó khoảng 5-6 cây, 5 cây à. Thôi mình nói chuyện đi chút xíu mình đi luôn. Đi luôn đi. Thì chú về chưa? Bây giờ chú chưa có gì mà. Về mà, muốn về về chứ gì. Hả? Em ta mận nghề này mà đâu có ai bắt buộc mình đâu mà sợ. Dạ. Đúng rồi, vô tham quan cái chỗ mà vật liệu tập trung. Rồi. Vật liệu tập trung. Chỗ tập trung á. Dạ. Hay quá. Ở cái đó là nhà mình luôn hả chú? Ở nhà trọ. Nhà trọ nhưng mà người ta cho mình để hả? Nó nào nghe người ta cũng tốt bụng người ta cho mình để nhờ. Dạ. Hay quá. Vậy là nói chung là chú làm phước người ta cũng muốn giúp đỡ với chú phần nào để nhờ. Ừ. Dạ. Đây, mỗi lần ấy cái chú bỏ lên xe chú chở đi. Dạ. Theo cái đống nhựa đường của tôi giờ đó, đống đó chắc cỡ khoảng chừng chắc cỡ 60-70 khối à. Vậy là nhiều lắm đó. Chứ không phải là một hai khối đâu, nhiều. Dạ. Hổm làm hết một đợt rồi đó. Rồi dạ. mới đổ lại chừng tháng nay à. Dạ. Ủa rồi mỗi lần vậy rồi sao mà chú di chuyển lên xe được? Rồi mình đâu mình vô bịch sẵn rồi, mình ở nhà mình đập mình vô bịch sẵn. Dạ. Còn cái tập trung đó thì mình lúc mình xin của cầu đường đó thì mình muốn xe bự nó lại cái rồi xe cuốc nó cuốc lên ra cái đổ đó mình để mình làm hoài vậy. À. Hay quá chú ơi. Rồi bao lâu chú mới về nhà một lần? Về nhóm trường hả? Dạ. Cũng lâu lâu thỉnh thoảng vài tháng gì mới có về, có khi đám tiệc hay cái gì nhầm cái không chừng. Là mình đi làm cái này mình đam mê quá, nhiều khi mình làm cái công trình mình làm chưa có xong nên là không có bỏ được vậy gì. Cứ làm vòng hoài như vậy ha. Nhầm khi ngồi ở đây gì nè đang làm thấy mình thấy gì chắc mình nghĩ rồi khỏe à nha. Dạ. Nghe ra điện thoại chú kêu alo chú ơi chú giúp giùm cái chỗ này chứ để không thôi người ta té nguy hiểm quá chú ơi. Dạ. Thôi về thôi, người ta nói gì thôi, mình ta cũng có lòng, người ta điện thoại với mình thôi, mình không lẽ bỏ bụng người ta. Dạ, đúng rồi. Giờ không hả không? Đi hoài. Dạ. Tại sao mà bao nhiêu người ta không báo cáo mà mình người ta lại kêu gọi nhu cầu mình. Dạ, vậy là phải có uy tín lắm. Đó thì... hiện tại thì chú sau này chú có dự định làm gì không chú? Có là ngoài cái nghề này chú có dự định là phát triển lớn lên hơn không hay là có dự định không? Gì không? Không có dự định gì hết. Chỉ là nhu cầu là có cái là coi như ông bà phù hộ độ cho tôi còn sức khỏe để đặng mà tôi làm cho bá tánh nhờ được lúc nào nên lúc nấy vậy à. Dạ. Thì con cũng mong chú có được gì sức khỏe để mà đi bá đường giúp cho bà con. Dạ. Còn tiền bạc thì hồi đó tới giờ thì lúc dư lúc thiếu gì thấy sống cũng bình dân thôi chứ cũng không thấy gì là gọi là thôi giờ mình tạo chút đỉnh phước đang cho con cái nó nhờ. Dạ đúng rồi. Chú ơi thì sự là con rất là thích cái công việc của chú đang làm luôn, rất là có ích cho bà con, rất là chung có ích cho xã hội luôn. Mà hôm nay cũng là một cái duyên con đi về ngoại của con nên là con sẽ đại diện các nhà hảo tâm gửi cho chú là số tiền là 1 triệu ha. Thì đây là cái số tiền của các nhà hảo tâm giúp về cho con để mà giúp đỡ những cái nhân vật khó khăn đó. Thì hôm nay con cũng muốn trợ duyên với chú để mà gửi cho chú 1 triệu để mà chú có tiền để mà chú mua đồ ăn nè ha, chú sinh hoạt và sau đó là mua những cái nhựa đường
mua dầu để mà chạy nhựa ha, quá đường tiếp tục cho bà con ha. Đó thì đây cái số tiền 1 triệu thì con gửi cho chú ha. Cũng xin chân thành là không biết nói sao hơn, cũng quá mừng nhưng không biết nói sao giờ, cũng chân thành cảm ơn anh em Mạnh Thường Quân đã ủng hộ và giúp đỡ cho tôi có tiền để mua đồ để lưu mặn cho anh em người ta được nhờ là bá tánh được yên tâm. Đúng rồi. Đó, đó là một cái niềm vui của tôi và cả Mạnh Thường Quân luôn. Dạ. Nói chung là chú làm cái việc này là không phải ai cũng làm được đâu. Đó thì con rất là hy vọng là chú lúc nào cũng vui vẻ nè, lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe để mà tiếp tục cái công việc của mình, để mà giúp đỡ cho bà con, giúp đỡ cho mọi người, để ba đường cho bà con đi lưu thông các phương tiện được thuận tiện hơn, thông thoáng hơn và không có gặp cái sự cố, gặp tai nạn gì hết. Dạ, thôi chú cứ giữ sức khỏe này đi ha. Rồi, cảm ơn tất cả ha. Dạ, cầu chúc anh em Mạnh Thường Quân là coi như được, là coi như là mọi việc được thành công và nhiều sức khỏe. Cảm ơn ha. Hôm nay cũng năm mới rồi, chúc chú năm mới phát tài phát lộc ha. Và cảm ơn chú. Rồi thấy chú con mừng quá chú ơi, thì cái công việc này thôi giờ vậy sẵn dịp gì thôi chú cháu mình đi xuống dưới để tham quan cái bãi tập trung. Đây, nguyên liệu tập trung. Đặng nhằm khi anh em người ta có cái lòng mà nhiệt huyết với đi làm đường với mình vậy đó. Người ta nhìn thấy cái cảnh của mình làm như vậy để người ta làm theo. Để cho nó được an toàn cho bá tánh, chứ nói nào cũng ngay một ta nói thường thường nó nói câu một con én không bao giờ làm được mùa xuân. Mình chia sẻ lên cho anh em người ta hiểu để anh em người ta làm theo với mình, được nhiều người làm hơn nữa. Thì lại đường xá nó mới có chứ mình anh tôi làm cũng không được là bao nhiêu đâu. Dạ đúng rồi. Thì có thể là chú làm cái khu vực này thôi nhưng mà ở khu vực khác vẫn chưa có ai làm. Thấy cái tấm gương của chú nè, thấy những cái công việc làm của chú ở Cần Thơ này thì có thể là bắt làm theo những cái của chú để mà cùng nhau chung tay để mà giúp đỡ chung tay góp sức để giúp đỡ cho bà con ta đi được an toàn. Dạ. Thôi bây giờ mình di chuyển ha. Rồi di chuyển về nhà của chú. Rồi. Mình uống cà phê đi. Dạ. Rồi ok, cũng cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ha. Thì hôm nay thì gặp chú ba thì cũng rất là mừng, rất là vui luôn. Thì bây giờ qua cái cuộc trò chuyện này thì hy vọng mọi người sẽ hiểu thêm về công việc của chú hiện tại là vá đường, hoàn toàn là từ thiện thôi. Thì muốn giúp cho bà con ở khắp nơi được di chuyển được thuận tiện hơn ở cái nhà. Nhưng mà chú rất là tốt, thì hy vọng là chú thật là nhiều sức khỏe ha. Rồi bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng mình đi về nhà của chú, cái căn nhà trọ của chú, để mà tham quan những cái nguyên liệu tập trung, những cái đá nè, đá đường á giống chú, nhựa đường đó, để mà sẵn là tham quan cái căn nhà trọ của chú luôn, cái nơi chú đang sống luôn nha. Thì hôm nay là coi như là gặp cao thủ vá đường rồi cả nhà ơi. Rồi cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của mình nha. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe nha, đón xem video tiếp theo của mình nha. Bye bye tất cả mọi người. Dạ bye bye chú.